trao đổi năm nay là một cái format mới giúp cho các đơn vị có thể thể hiện được nhiều phong cách nhạc khác nhau. Cái đấy, điều đấy rất là phong phú. Cái cách thức là bầu thăm là các đơn vị có các giọng nhạc khác nhau, tôi thấy là năm nay là có cái chương trình rất là hay. Sẽ tạo ra một đơn vị là có cái sự sáng tạo rất là sâu sắc. Format sao chổi năm nay với mình, riêng cá nhân mình nghĩ rằng là rất là phong phú, bởi vì là có bao gồm rất nhiều cái chất liệu âm nhạc, thì mình nghĩ là sẽ có một buổi tối mà khán giả sẽ được thưởng thức rất nhiều những thể loại như vậy, thì sẽ là một buổi tối thú vị. Sao chổi thì tôi nghĩ là những cái phong cách mới và không như mọi năm là cũng tương đối với truyền thống. Thì hy vọng năm nay sẽ là cách giữa các cái thể loại nhạc khác nhau thay vì thể loại truyền thống như mọi năm. Các tổ chức tạo điều kiện để cho các đơn vị có thể phát huy tốt những khả năng của mình, hoặc nếu như là đơn vị không có khả năng sở trường thì họ có thể sáng tạo và để thử sức với những cái mà biết đâu là trước giờ mình chưa làm được, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm tốt thì sao. Mình xem rất nhiều sao chổi mỗi năm rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy cái format này nó rất là mới và đặc biệt. Nó là một cái sân mới lạ cho rất là nhiều thể loại, cho tất cả FPT của mình được tham gia, rock, acoustic hay là dance gì đó, hip hop. Thì rất là thú vị về cái này. Chủ đề hợp ca tranh tài nó không liên quan lắm đến hội diễn. Tôi nghĩ là cái hội diễn này chúng ta có thể lấy tên như những năm trước, đó là hội diễn ca múa nhạc của FPT, hay còn gọi là hội diễn sao chổi. Mình thấy là format của sao chổi năm nay rất là hay, bởi vì mỗi một đội thì lại có một dòng nhạc để biểu diễn khác nhau. Như vậy thì có thể nói là chương trình sao chổi năm nay giống như một bức tranh muôn màu, bởi vì nó có nhiều màu sắc và nó sẽ tạo nên cho khán giả được sự hứng khởi khi mỗi một tiết mục của một đơn vị biểu diễn sẽ không có sự nhàm chán ở trong chương trình năm nay. Format sao chổi năm nay là một trong những cái format mà mình cảm thấy rất là thú vị, bởi vì là nó đề cao cái tính đồng đội nhiều hơn, nó không thoát khỏi những cái vấn đề là trước đây chúng ta thường đánh team, những cái người nào hát chín thì trước giờ vẫn xuất hiện rất là nhiều, thì bây giờ nó có sự luyện tập rất là công phu giữa tất cả một cái giai đoạn nào hát vũ đạo và tất cả mọi người rất là tốt, thì mình thấy năm nay sao chổi sẽ hoành tráng. Mình rất là thích thú với cả cái format của sao chổi năm nay, khi mỗi đơn vị phải bốc thăm và chọn một dòng nhạc khác nhau để thể hiện trong đêm diễn. Thế là phong cách sao chổi năm nay khá là mới lạ theo kịp xu thế của thị trường bây giờ. Năm nay FPT Online dự định sẽ tung ra một tiết mục vô cùng đặc sắc và đặc biệt, được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, nhất là về mặt tinh thần, còn vật chất thì cũng chưa được hài lòng lắm. F-Shop thì năm nay là chúng tôi bốc thăm phải nhập vào Bolero. Chuẩn bị thì đây chúng tôi đang cố gắng tập luyện cho nó phù hợp với lại định của ban tổ chức. Thì cũng nói chung là đây F-Shop thì cũng có một vài anh chị có cái khả năng hát nhạc vàng, là cũng là đây là một trong những vấn đề. Bốc phải thể loại dân ca, và hiện nay tôi cũng đã bắt đầu tập được bài buổi sau một hồi huy động rất là căng thẳng, thì hiện nay chúng tôi cũng đã có kịch bản và cũng gọi là bước đầu. Chúng tôi xin chia sẻ một chút về một điều đặc biệt đối với tiết mục của chúng tôi, đấy là vì là bốc phải thể loại dân ca khá là quay, nên là chúng tôi sau một hồi truy tìm diễn viên về kể cả giọng hát thật là khó, và chúng tôi đã phát hiện ra được một tài năng. Thế thì nhưng mà nhân vật này thì chúng tôi mời ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh về, và bạn cũng là một trong những nhân vật khá nổi tiếng của FPT Hồ Chí Minh. Năm nay thì thích bốc được thể loại dance. Cái này cũng là theo mình nghĩ thì không phải là fit, mà là FPT cũng là một cái rất là mới lạ. Nên là fit trong cái giai đoạn mà chuẩn bị và đại diện cũng rất là khó khăn. Nên là hiện tại thì bọn mình đã ý tưởng và cũng đã hoàn thành được bước đầu, rất là mình nghĩ là sẽ có thể tạo bất ngờ cho khán giả. Đơn vị FPT chúng tôi thì bước thăm phải dòng nhạc acoustic. Dòng nhạc này rất là mới đối với tất cả các bạn sinh viên FPT, nhưng mà chúng tôi cũng rất là thích thú khi mà để có cơ hội khám phá với cả dòng nhạc này, và hy vọng là tiết mục của đơn vị
gọi là pop rock. Thì nếu nghe qua thì mọi người sẽ tưởng đây là một trong những loại cũng dễ nhất. Tuy nhiên thì khi mà trong công tác chọn bài hay gì đấy thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là đội hình của em hát không thì không quá nhiều người, và đã không có nhiều người mà còn phải là biết hát, là biết vũ đạo, nhất là cái bài nhạc chúng tôi chọn khá là sôi động, thì đây là một trong những cái khó khăn rất lớn của em hát không. Ban đầu của em đây là phải chủ đề hip hop R&B thì cũng có một số đơn vị bảo là nếu cần thì sẽ đổi sang kiểu là nhạc đỏ hay là gì đó, nhưng mà mình không đổi. Mình muốn thử sức mình ở cái thể loại nhạc mới mà FTG chưa bao giờ làm. Khi lần đầu tiên mình tham gia chương trình này thì mình cảm thấy là rất là vui và hồi hộp, nhưng mà cũng là lo lắng trong cái dàn dựng của tiết mục của FTG. Không, chị ăn trước rồi, chị gói lá thôi. Bác sĩ Phương Tiêm là vai chính trong cái vở kịch đấy luôn, thì là hát cho dòng nhạc và nhạc nhạc. Em là một chấm nhỏ trong đàn rất là sao. Thì mình cũng thực sự không muốn tham gia lắm đâu, nhưng vì mình có rất nhiều công việc sau khi đi làm về, nhưng mà bạn Vinh Anh bạn thuyết phục mãi và bạn đã kéo mình vào thì mình mới vào. Vâng, khó khăn thì thứ nhất là về địa điểm. Tiết mục của chúng tôi thì rất là đông người, tìm cái địa điểm rộng rãi thì rất khó. Thứ hai thì mượn được cái phòng này nhưng mà không có điều hòa, tập trở rất là nóng, cố gắng tìm mượn được 3-5 để chúng ta phải nóng xuống nóng nóng. Hiện nay thì đến giờ phút này chúng tôi cũng đã huy động được diễn viên là có năng khiếu. Ngoài ra thì cái việc là sinh viên và cán bộ nhân viên ở trên Hoàn Lạc khá đông, nên là cái việc huy động nó cũng gặp vấn đề. Các bạn có thể đây gặp được nhiều lắm, như là nhiều người nói là cái thể loại nhạc này nó khá là mới, nên là không phải là mới với mọi người, nhưng mà cũng là khá mới là nó FT. Từ khâu chuẩn bị cho đến làm nhạc cho đến việc là làm thế nào có thể tiếp tục diễn viên. Đối với đơn vị đại theo thì chi nhánh đang giảm sát rất là nhiều trên khu vực Hà Nội, không được tập trung ở trung tâm. Năm nay với phương châm là tiết kiệm trên mọi mặt trận, vì vậy mà đơn vị đại theo chúng tôi đến với hội diễn sao chổi năm nay hết sức là tiết kiệm, nên là cái việc huy động về lực lượng rất là khó khăn đối với khó khăn thì mình nghĩ là đơn vị nào cũng gặp phải, nhưng mà riêng đối với đơn vị mình thì đặc thù là kinh doanh và bán lẻ, chính vì thế mà thời gian của các bạn thì không có. Khối văn phòng thì các bạn áp lực công việc rất là cao và khối lượng công việc rất là nhiều, còn khối shop thì các bạn lại làm việc theo ca, mà đặc biệt lại là ca gãy. Chính vì thế mà bọn mình đã phải chọn ra một cái thời gian tập luyện thì rất là ít ỏi thôi, nhưng mà nó lại phải phù hợp với khung giờ của tất cả mọi người, thì đấy là cái khó khăn lớn nhất đối với cả đội của mình. Những cái khó khăn mà FHO gặp nhiều nhất đó chính là về cái nguồn nhân lực, và thứ hai là vừa hát vừa nhảy, đó là một trong những cái rào cản lớn nhất trong thể loại pop rock của chúng tôi chọn. FTG gặp khó khăn nhất là trong vấn đề kinh phí thôi, còn các cái vấn đề khác thì nhìn chung là lãnh đạo đều rất tạo điều kiện cho cái việc huy động cán bộ nhân viên tham dự. Năm ngoái thì FHO đã giành được giải clip xuất sắc, và hy vọng năm nay là được phong độ thế. Năm ngoái thì em xuất chúng tôi được giải ba với tiết mục Lào, hát Lào. Thì năm nay thì chúng tôi hy vọng ít nhất là phải bằng được thành tích năm ngoái, và cố gắng đạt chỉ tiêu là giành được giải nhất. Dân ca thì em cũng có một đại thụ là anh em phát hành, và giờ anh đang lên trên tập đoàn rồi. Thì năm nay chúng tôi sẽ tập bơi trong cái dân ca, hy vọng là sẽ có giải. Tất nhiên là vẫn giữ phong độ của năm ngoái thôi. Tất nhiên là ai đi thi thì cũng đều thích là mình có thể đạt được giải nhất rồi, mà điều quan trọng nhất ở đây là tăng khả năng gắn bó của mọi người. Tôi không đề cao vai trò tham múa ra trong cuộc thi, nhưng mà không được năm ngoái vì là FTG
còn về thành nếu mà ban giám khảo cảm thấy là đáp cái tiết mục của bọn mình xứng đáng ở vị trí nào thì bọn mình cũng sẽ vui vẻ để đón nhận vị trí đấy. Nên chị hào hứng thấy Sao Chổi hay và hy vọng là có những cái nhân tài mới. Khi đã lựa chọn một bài hát, một tiết mục dự thi thì ai cũng mong là tiết mục của mình sẽ là được giải nhất cả. FNG với tất cả cuộc thi thì đều mong muốn là mang tới tiết mục của mọi người thấy nó là tinh thần hay nhất cho mọi người. Chứ còn vấn đề đào tạo hay không thì nó cũng không phải là điều quá quan trọng với FNG. Sao Chổi 2015 thành công rực rỡ, chúc cho đội FN quyết chiến quyết thắng.